đã từng có số phận ba chìm bảy nổi và gần 100 năm tưởng như đã hoàn toàn mai một. Nhưng vài năm gần đây, sau bao khó khăn, bao thử thách, những bức tranh thuộc dòng tranh dân gian này đã được khôi phục thành công. Dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng sắc đỏ của dòng tranh tưởng như đã thất truyền đang được thắm lại, được đón nhận, là minh chứng cho sự tồn tại, sự hồi sinh và kế thừa mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống mà thế hệ trước đã để lại. Trong phòng trưng bày các dòng tranh dân gian Việt Nam của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội có hai bức tranh khá đặc biệt. Đó là bức tranh Lận Độc và bức tranh Thần Kê của làng tranh Kim Hoàng. Hai bức tranh này đã được nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê sưu tầm tại làng Kim Hoàng, Vân Canh vào năm 1975 và đã được trưng bày từ đó đến nay. Và hai bức tranh này thì thường xuyên được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam rất lâu rồi. Và khi mà phải thay đổi không gian trưng bày thì vẫn luôn luôn là trưng bày hai bức tranh này để thấy rằng cái tầm quan trọng, cái giá trị của nó, của đại diện dòng tranh Kim Hoàng trong dòng chảy tranh dân gian Việt Nam. Trong cái thời gian mà đi nghiên cứu thì các bác ấy cũng có tìm được thêm những cái ván gỗ, cái mộc bản của con lợn và con gà. Thì nó cũng không được đầy đủ. Ví dụ như tranh gà, nó là tranh bộ đôi chẳng hạn, thì cũng chỉ tìm được một ván. Hoặc là tranh lợn thì cũng chỉ tìm được cái ván mảng, chứ không có ván nét. Bởi vì kỹ thuật tranh Kim Hoàng thì nó lại vừa là nét vừa là mảng. Nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê vẫn còn giữ lại bản chụp bài báo có tên tranh Tết Kim Hoàng do ông viết, được đăng trên tờ Văn Nghệ số Tết Bính Thìn năm 1975. Chính nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê là người đã công bố rộng rãi với những người yêu quý mỹ thuật Việt Nam. Phát hiện về một dòng tranh dân gian xưa ở làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thuộc tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội. Trước năm 1915, ở đây có một cái làng tranh. Cứ đến giáp Tết thì họp để mà in tranh để đem đi bán. Và đem đi bán thì là chạy lắm. Có một cái trận vỡ đê, người ta gọi là cái đê Liên Mạc năm 1915. Hết trận lụt thì gần như là không nhà ai còn bán nữa. Và coi như phường tranh bị xóa sổ vì không còn có mẫu để in. Tranh Kim Hoàng rất là đẹp. Theo cái tìm hiểu của tôi đối với cả tranh dân gian thế giới là không có một cái dòng tranh nào chỉ ngập tràn một cái sắc đỏ như của cái tranh dân gian Kim Hoàng. Cái màu đỏ thì đối với chúng ta nó là một cái màu sinh khí. Dán một cái màu đỏ sinh khí đấy ở trong mỗi gia đình thì đã là mang lộc tài, mang may mắn cũng như là xua đuổi những cái xui rủi không đến vào trong năm mới nữa. Chính vì như thế nó tạo nên một cái động lực để mà mình cố gắng mình có thể là khôi phục lại tranh dân gian Kim Hoàng. Có một cái dự án là khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng. Chị Hòa là giám đốc dự án thì chị có trình bày là bây giờ là phải tìm lại những cái dấu ấn xưa, những câu chuyện, những điều mà chưa biết về tranh dân gian Kim Hoàng. Và cũng chúng tôi họp bàn với nhau thì là để tìm hiểu thì hiện vật gốc, bao giờ cũng nắm với hiện vật gốc cũng là nó gồm ba cái yếu tố chính là hai cái bức tranh ở trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và sau đó là chúng tôi dựa vào cái quyển sách tranh dân gian Việt Nam của tác giả Papanh Lurang. Và sau đó là căn cứ vào đấy thì để đối chiếu với cả những cái câu chuyện mà chúng tôi đã về làng Kim Hoàng phỏng vấn, ghi âm lại và
xem những cái gì thực tế còn sót ở làng. Quyển sách của cụ Đu Lăng chính là một cái chìa khóa để tôi có thể là mở cái cánh cửa để bước vào thế giới tranh dân gian Kim Hoàng. Được xem lại cái quyển sách tranh Đu Lăng mà đã được in màu thì từ đó thì chúng tôi mới có thể là có cơ sở để mà phân biệt được ba dòng tranh là Hàng Trống, Kim Hoàng và Đông Hồ. Và dựa trên đó thì tôi mới có thể là khôi phục được độ khoảng tầm 50 mẫu tranh cổ của tranh dân gian Kim Hoàng. Khi đã có mẫu tranh trên ván khắc thì công đoạn tiếp đến là phải phục chế màu. Tranh Kim Hoàng có đặc điểm dùng màu sắc tự nhiên như màu trắng tạo từ thạch cao, màu xanh tràm từ mực tàu hòa với nước tràm, màu đỏ lấy từ sơn, màu đen từ tro, rơm rạ, màu xanh từ dỉ đồng, màu vàng từ hoa rành rành. Nghiên cứu của chị Thu Hòa và ekip cho thấy tranh Kim Hoàng được vẽ trên giấy gió, pha thêm sắc hồng điều, đỏ cam, đỏ pháo, tạo nên một vẻ tươi thắm riêng biệt so với tranh Đông Hồ và Hàng Trống. Đề tài tranh được lấy từ chính cuộc sống mộc mạc của người dân Bắc Bộ, điển hình là hình ảnh con trâu, bò, lợn, gà, là đời sống sinh hoạt chốn thôn quê dân dã. Đặc biệt, tranh Kim Hoàng thường có thêm chữ Hán, chữ Nôm do được khai sinh ở một ngôi làng giàu truyền thống Khoa Bảng. Chữ trên tranh cũng mang ý nghĩa những lời cầu chúc trong năm mới. Tranh dân gian Kim Hoàng thì trước đây thì các cụ thường bán là tranh gà và tranh lợn, bởi vì là tranh gà và tranh lợn là mang tính ứng dụng. Bởi vì người ta sẽ mua, ví dụ như là tranh lợn thì sẽ là những cái gia đình mà nuôi lợn thì người ta sẽ phải cúng thần chuồng. Và mỗi ngày Tết là người ta sẽ mua về cúng thần chuồng sau đó rồi đốt đi. Bức thần kê thì nó là một trong, tôi nghĩ rằng là so với cả trong tất cả các dòng tranh dân gian, nó cũng là một trong những cái bức đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Và bởi vì nó có cả thơ trấn trạch, có cả hình ảnh, và cái con gà đấy nó không phải như một cái con gà thịt như bình thường, mà nó là thần kê dũng mãnh và đầy đủ năm cái đức tính, như là những cái đức tính của những cái người đàn ông. Có nhất đấy là nhuộm màu cho tranh dân gian Kim Hoàng. Đối với cả sản xuất hàng loạt thì cần phải cái giá thành nó rẻ và nhanh. Đấy, lúc đầu thì nhuộm hỏng hàng nghìn tờ. Bình thường thì mình cứ nghĩ là mình chỉ có bôi màu lên một cái tờ giấy gió. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mình bôi màu như thế lên thì giấy gió nó sẽ bị nhăn. Bí quá, thế là cuối cùng là tôi đã sang bên làng tranh dân gian Đông Hồ và nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã giúp. Sau bao khó khăn, bao thử thách, sắc đỏ và những nét vẽ của tranh Kim Hoàng được tái hiện. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục kỹ thuật, chị Hòa còn mong muốn khôi phục nghề. Phải làm sao để người dân ở Vân Canh biết làm nghề, từng bước sống được bằng nghề? Chị đã hỗ trợ một số người say mê tranh ở Vân Canh tìm hiểu thêm về nghề tranh ở Đông Hồ, Bắc Ninh và cùng các họa sĩ hướng dẫn người thợ cách thực hành. Sau 7 năm kiên trì, ekip của chị Thu Hòa và dân làng Kim Hoàng đã thành công đưa dòng tranh dân gian Kim Hoàng trở lại. Sinh ra lớn lên ở đất Kim Hoàng thì mới cũng nghe các cụ truyền lại là khi lớn lên là làng ta có cái dòng tranh đỏ của Kim Hoàng là rất là nổi tiếng. Sau đó thì tôi cũng là một người say mê và cũng tìm hiểu cùng mấy chị Thu Hòa về đây để chị khôi phục lại cái dòng tranh của làng Kim Hoàng. Thì tôi cũng được biết và tôi cũng cảm thấy là rất là vui khi làng mình có những cái dòng tranh nổi tiếng như thế mà để bị mai một đi, thất truyền đi là không còn nữa. Thì tôi cũng là người gắng sức cùng với chị Thu Hòa đấy để vào làm lại cái dòng tranh và khôi phục lại cái dòng tranh đó.
sự hồi sinh của một giá trị văn hóa đã nhận được sự ủng hộ của công chúng khi nó thúc đẩy sự tự hào về vẻ đẹp truyền thống và mong muốn lan tỏa văn hóa Việt trong những người trẻ. Để có thể làm mới và tiếp cận được nhiều hơn cho thị trường, nhiều hơn với mọi người thì không chỉ sử dụng những mẫu tranh kim hoàng truyền thống mà hàng năm theo quý chúng tôi cũng đã sáng tạo ra những mẫu tranh kim hoàng. Ví dụ như năm nay thì là tôi đã tạo ra những mẫu tranh rồng dựa trên những kiến trúc đình làng và dựa trên những hoa văn của sắc phong. Tranh dân gian bây giờ thì không chỉ phục vụ trong dịp Tết nữa mà tranh dân gian còn được phục vụ trong đời sống hàng ngày và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng đáp ứng được nhu cầu thị trường hơn. Tôi đang số hóa dòng tranh dân gian Kim Hoàng và khi số hóa này thì nó có rất là nhiều những cái lợi. Số hóa chúng ta có thể giữ lại để chúng ta thiết kế, chúng ta ứng dụng lên ấn phẩm hiện đại. Từ những cái vật dụng hữu ích thì họ sẽ gợi cái trí tò mò, đặc biệt là giới trẻ. Họ sẽ tìm ra được những nét đẹp của những bức tranh dân gian mà theo như quan niệm chung thì nó không còn phù hợp với cuộc sống bây giờ nữa, bởi vì nó rất là thô sơ. Khi hình ảnh của tranh dân gian Việt Nam được đưa vào cuộc sống hiện đại thì dần dần nó sẽ thấm vào và nó sẽ được người ta cảm nhận theo một cách khác đi. Bên cạnh cái nhóm đối tượng là những người trẻ ở Việt Nam thì chúng tôi hướng tới một đối tượng mục tiêu nữa, đó là khách du lịch nước ngoài đến với Việt Nam. Khi mà khách nước ngoài họ đến Việt Nam thì hầu hết họ đều mong muốn tìm hiểu về các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngoài văn hóa ẩm thực, rồi về các cái điểm du lịch, di tích lịch sử thì văn hóa tinh thần là một cái điều mà họ cũng rất là mong muốn tìm hiểu, khám phá. Bởi vì cái văn hóa tinh thần nó là một cái yếu tố không thể thiếu để tạo lên được cái cốt cách của con người Việt Nam. Trở thành cái chủ đề, cái nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập áo dài thì Ngọc Hân đã có một cái mong muốn rằng là tranh Kim Hoàng trở nên nổi bật hơn, được mọi người biết đến nhiều hơn, lan tỏa cái tình yêu với cả văn hóa dân gian nói chung cũng như là tình yêu với tranh Kim Hoàng nói riêng. Nó đẹp không hề kém gì những cái dòng tranh nổi tiếng của chúng ta như là tranh Đông Hồ này hoặc là tranh Hàng Trống, đều là những cái tranh mà mọi người đã biết đến rất là nhiều. Cái dự án này thì tôi nghĩ rằng đó là cái tính cộng đồng, cái tính gắn kết. Nó liên quan đến cái việc sử dụng cơ sở vật chất của làng. Các cụ đại diện cho dân làng để cho ekip để mượn được cái phòng truyền thống đấy. Và đó là một cái khởi đầu quý báu của dự án nghiên cứu dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà không có những cái người làng mà nhiệt tình, mà thiết tha, thì tôi nghĩ rằng là cái dự án cũng khó có thể là thành công. Để mà có được một nghệ nhân như thế này thì đã phải đào tạo đến 10 người. Thế nhưng mà mỗi người sẽ chỉ đáp ứng được ở một cái thời gian, sau đấy là người ta không có năng khiếu hoặc là người ta không thể kiên nhẫn được thì người ta sẽ bỏ dần dần. Như là cậu Trung đây là chỉ có đào tạo được khoảng tầm 2 năm là cậu đã làm được. Tôi nghĩ rằng là khi mà làm một cái việc gì có ích cho văn hóa thì mình sẽ gặp những người cần gặp. Và cậu Trung đấy là cái người mà tôi sẽ phải gặp ở trong cái dự án tranh dân gian Kim Hoàng của mình. Mộc mạc trong chủ đề, nhưng lại tinh tế trong từng nét khắc ván in, ngẫu hứng trong cách tô màu đưa bút. Tranh Kim Hoàng là sự hòa quyện độc đáo của nghệ thuật dân gian. Hy vọng dòng tranh này sau khi hồi sinh sẽ góp một sắc màu mới, khẳng định vị trí của tranh dân gian trong dòng chảy chung của mỹ thuật dân gian Việt Nam, góp phần đưa văn hóa cổ truyền của dân tộc đến gần hơn với cuộc sống của mỗi người dân đất Việt.